Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Phá Phế. Mình lập ra kênh này để chia sẻ cho các bạn về văn hóa, cuộc sống và con người ở đất nước Singapore xinh đẹp. Video đầu tiên trong chuỗi series này thì mình dẫn các bạn đi thăm khu phố Chinatown ở Singapore để xem thử người Trung Quốc chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán của mình như thế nào nhé. Cũng giống như người Việt Nam chúng ta thì Tết Nguyên Đán là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Trung Quốc. Ai ai cũng tất bật mua sắm chuẩn bị cho dịp lễ lớn này. Và năm nay thì rất tiếc do ảnh hưởng của dịch Corona nên không được tổ chức hoành tráng như những năm trước. Những lễ hội đi kèm hay thậm chí là pháo hoa cũng không có trong năm nay. Mọi người có thể nhìn thấy đây là quang cảnh của con phố buôn bán những cái mặt hàng trang trí trong dịp lễ Tết. Các bạn có thể nhìn thấy được là con phố này ngập tràn bởi màu vàng và màu đỏ, vì đây là hai màu rất là quan trọng trong văn hóa người Trung Quốc. Màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang là vàng bạc, thì màu đỏ lại tượng trưng cho sự hạnh phúc. Và bên cạnh sự hạnh phúc thì nó còn liên quan tới một truyền thuyết về một con vật được gọi là niên sống dưới biển sâu, thường xuất hiện vào đúng vào đêm giao thừa để quậy phá dân lành, ăn thịt trẻ em. Người dân lấy làm lo sợ cho nên thường hay đặt đồ cúng trước cửa nhà mình vào đúng đêm giao thừa để mong nó không vào trong nhà bắt cóc trẻ em và phá hoại nhà cửa của họ. Con niên này đặc biệt rất là sợ màu đỏ và âm thanh lớn, cho nên người dân bên cạnh đặt mâm cúng giao thừa thì người ta cũng thường dùng những cái giấy dán tường hay là những vật trang trí là đèn lồng treo ở trước cửa nhà mình và đổ pháo hoa nhằm mục đích là xua đuổi cái con quái vật hung ác này. Và truyền thống đó đã được lưu giữ cho đến tận ngày hôm nay. Và người Trung Quốc nói chung và người Trung Quốc ở Singapore nói riêng thì người ta cũng có phong tục cúng ông táo vào ngày 23 tháng chạp âm lịch như người Việt Nam. Trong mâm cơm giao thừa thì người Trung Quốc thường ăn rất là nhiều những món ăn khác nhau, nhưng đặc biệt là phải có cá. Người ta sẽ không ăn hết mà thường để dành một ít cho ngày hôm sau, với hàm ý là sẽ có dư dả trong năm mới, tại vì từ cá trong tiếng Trung Quốc nó đồng âm với từ dư trong từ dư dả. Người Trung Quốc thường thích tiền và thích sự giàu sang, cho nên trong năm mới người ta thường chúc nhau giàu có với câu nói rất quen thuộc, đó là cung hỷ phát tài, và trao nhau tiền được bỏ trong phong bao màu đỏ để chúc may mắn. Trên đây là một vài thông tin cơ bản về dịp Tết cổ truyền của người gốc Trung Quốc ở Singapore. Cho dù đất nước này có rất là nhiều sắc tộc khác nhau, nhiều văn hóa, nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng đây vẫn là dịp lễ được tổ chức lớn nhất. Phần cuối video thì mình có để một số đoạn clip quay lại cảnh đường phố được trang trí với các loại đèn lồng đủ màu sắc và hình dạng liên quan tới năm mới Tân Sửu. Hy vọng mọi người sẽ thích. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Vì là video đầu tiên cho nên sẽ còn rất là nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn. Và hy vọng mọi người nhớ nhấn like và theo dõi kênh để tạo động lực cho mình làm thêm những video mới và nội dung hấp dẫn nữa nhé. Lời cuối cùng, mình mong chúc cả bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.